đang phát. Sắp tới rồi. Còn khoảng 4 cây. Riêng này nó vắng. Ít xe mình chạy khỏe. Coi nó lâu lâu gì chứ mình chạy nhanh lắm. Rồi cái đi hiệu mình đang phát đi. Quẹo tiếp, mình chạy tiếp. Ngược rồi. Chuẩn bị tới liền xây ngang Nguyễn Thị Định nè. Chùa Phước Lâm vậy nè. Mình quẹo trái Nguyễn Thị Định thôi, Quỳnh Hưng Phát và Nguyễn Thị Định. Giờ này cũng còn người trong trực nữa. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.